Thôi mấy giờ? 7:30. 7:30 ha. Người em qua lấy xe, giờ này shop mình đóng cửa rồi, nhưng mà thôi nè. Này cái áo tặng cho người em nè. Rồi cảm ơn. Đó, mặc chạy mặc áo đen mà chạy xe đen nó lại bài luôn. Thì thường thường là 7:30, 8 giờ, 6 giờ shop mình nghỉ rồi, nhưng mà anh em yêu cầu thì anh em ha biết là cái tâm lý của anh em lấy xe hào hứng nên shop mình hỗ trợ anh em luôn. Anh em qua anh em gọi mình mở cửa. Ở đây giấy tờ ha. Cái này cất kỹ giùm anh nha. Dạ. Mất là chết anh luôn á, cái này cất cầm cà vẹt đi rồi thôi. Dạ. Còn cái này cất kỹ giùm anh. Dạ. Rồi. Thì ở đây là chiếc xe này là CBR250. Thì con này bên mình bán rất là nhiều rồi. Và chiếc xe này á là người em này đặt trước, có nghĩa là đưa tiền mình trước. Rồi chừng nào có xe về lấy luôn. Rồi người em này để xe lại bảo trì bảo dưỡng. Bảo trì bảo dưỡng là thay nhớt thay nước mát cho em rồi hết rồi đó. Rồi phủ chống cháy Curbo lại là phủ luôn rồi. Tại vì xem anh em đi thời gian, anh em chú ý đi thời gian là Curbo anh em á nó sẽ mất đi cái lớp chống cháy. Thì bên mình đã phủ lại cái lớp chống cháy cho anh em. Thì cái đó là xe bắt buộc anh đi phải vậy thôi, anh em muốn đẹp là anh em phải phủ lại. Rồi. Thì ở đây là anh có làm cái đuôi tích hợp xi nhan như em yêu cầu nè. Đó. Đó. Ủa xi nhan phải nè. Xi nhan phải không cháy vậy? Rồi, chỉnh lại. Ủa chứ đấu không kiểm tra hả? Rồi bây giờ ghim lại cho anh em. Giờ anh kiểm tra mới thấy đó, thì mấy cái này lỡ mà xi nhan nó có trục chặt thì bên mình làm lại cho anh em miễn phí luôn ha. Thì cái này mình làm biển số đúc gầm. Đó, làm biển số đúc gầm. Rồi. Rồi chỉnh cái xi nhan lại cho người em. Rồi cái này là mình đi dán cho người em đang nhám. Rồi làm lại theo yêu cầu khách hàng á. Đó, nói chung là vậy đó. Đó, CBR250 anh em thấy làm lại đẹp không? Màu zin của nó là màu trắng đen. Thì làm lại nguyên màu đen nhám. Rồi bây giờ bên mình sẽ tiến hành chỉnh lại cái xi nhan cho anh em ha. Đó, thì trước khi giao xe anh phải kiểm tra. Đôi khi cái này anh quay clip trực tiếp cho anh em luôn. Đôi khi á, những cái dây này nè nó không phải hư đâu nha, nó lỏng thôi. Đó, rồi em kiểm tra trực tiếp anh quay cho anh em. Thì nhiều khi dây nó lỏng á. Em đem đu zin về nè. Ghim chặt vô. Nó dây lỏng nè anh em. Đó. Chạy rồi nó lỏng dây rồi. Rồi chặt rồi đó. Vì là chặt cái này là theo cái jack zin đó nha anh em, chứ không có độ chế gì nha anh em. Này là dắt zin nè. Đó. Rồi. Chứ không có độ chế cắt dây nối gì đâu nha anh em. Ghim theo cái dắt zin của nó thôi. Sau này về zin cũng dễ. Tại anh gắn theo cái dắt zin thôi, không có cắt dây. Anh quay đây anh em thấy hết rồi. Rồi, ok. Rồi, em xi nhan trái xi nhan phải. Rồi, ok. Rồi xuống xe luôn. Em xuống xe cho em về luôn nè. Rồi vậy là xong nha. Xe còn mới. Xe nói chung là xe cũ nó không mới. Mình bên mình dọn lại sơ sơ là mới. Rồi đầy đủ rồi nha, ngon lành nha. Cái đề can với lại cái đuôi luôn xi nhan rồi luôn á là 2 triệu. Xi nhan đuôi đồ đầy đủ đó, để nguyên vàng đề can chữ dán đồ hết luôn á là bên anh làm 2 triệu. Cái này với ưu đãi xe bên mình thôi nha anh em nha, chứ xe ở ngoài làm có giá đó đâu nha anh em. Cắt đuôi lại dán full đề can. Rồi ok. Đây anh em. Đó. Rồi ok anh em. Này là mình bán xe là bên bên khách hàng yêu cầu làm thêm.
chạy từ từ thôi nha, anh lau vỏ, cái vỏ nó sẽ hơi trơn xíu á, nhớt rồi nước mát rồi đầy đủ rồi đó, rồi chỉ có vi vu thôi. Cắt cái đuôi lên nhìn nó đẹp đúng không anh em? Ủa em đem cái đuôi zin về chưa? Em bỏ đầy đủ rồi đúng không? Rồi rồi ok rồi đủ rồi ok. Rồi ok, bye bye anh em.